trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Một Phút Để Chiến Thắng. Quý vị đến với chương trình Một Phút Để Chiến Thắng thì chúng ta sẽ có những bất ngờ, những thú vị và đầy hào hứng. Một Phút Để Chiến Thắng với những cấp độ thử thách từ dễ tới khó sẽ đưa các bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ những trò chơi như lục lạc đáng yêu, chắc ướp ngộ nghĩnh đầy vui nhộn, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, hay lắc người lắc bóng, những trò khó hơn một chút như gom siêu tốc hay bay lên nào, và giải thưởng cao nhất 1 tỷ đồng khi bạn vượt qua trò chơi đồng xu tinh quái. Bạn sẽ dễ dàng vượt qua những thử thách của Một Phút Để Chiến Thắng nếu bạn có quyết tâm và chăm chỉ luyện tập, bởi tất cả các trò chơi đều thú vị, phần thưởng hấp dẫn và đã được đăng tải trên các website của chương trình www.mộtphutdechienthắng.vn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đón chào một người chơi, đó chính là ai đây? À, xin chào đón thầy Minh. Thầy Minh, xin giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Tôi tên là Phạm Đức Minh, hiện nay tôi là giảng viên của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2. Đến với cuộc thi hôm nay thì lần đầu tiên xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả và cũng như các quý vị khán giả đang xem đài, và lời chào nồng nhiệt đến toàn thể các sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2. Và tất cả các sinh viên này sẽ cùng ủng hộ cho thầy đúng không ạ? Đúng rồi. Có thể nói là với thầy, Nguyên Vũ đứng bên cạnh như là một người bạn. Vì vậy mà Nguyên Vũ sẽ gọi thầy là thầy hay là bạn ạ? Tôi nghĩ là bạn là tốt hơn. Bạn nhé. Rồi. Bạn đã nắm được luật chơi. Rồi, rồi. Và bây giờ sẽ là tiền thưởng dành cho bạn. Bạn hãy nhìn lên màn hình nhé. Bạn sẽ có tiền thưởng từ 1 triệu cho đến 1 tỷ đồng. Nào, chúng ta hãy cùng bước lên chiến đấu nào. Bạn đã sẵn sàng chứ? Bạn đã có 3 lượt chơi và bạn cũng có 3 mức an toàn: 2,5 triệu, 50 triệu và 125 triệu. Thử thách đầu tiên dành cho bạn. Đó là gì ạ? Dùng bóng thổi ly. Ở thử thách này, người chơi sẽ phải thổi quả bóng bay lên và sau đó dùng luồng khí từ quả bóng đó để hất ngã 15 chiếc ly nhựa được xếp sẵn trên bàn. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Thầy Minh của chúng ta có rất nhiều học sinh đến ủng hộ tinh thần. Tuy nhiên, 60 giây, liệu thầy ấy có vượt qua thử thách này hay không? Chúng ta hãy chờ đợi xem. Thầy Minh, thầy có 1 phút để chiến thắng. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1... Hai chiếc ly. Nếu như quý vị ở đây thì quý vị phải nghe tiếng reo hò rất là lớn dành cho thầy Minh. Đã hơn nửa chặng đường. Mười, chín, tám, bảy, sáu, ba, chiến thắng. Hoàn thành cấp độ một. Và
Chúc mừng bạn thầy Minh. Rõ ràng là giữa lại thử thách đầu tiên không làm khó thầy, và hy vọng rằng là với thử thách tiếp theo thì thầy cũng sẽ vượt qua. Còn bây giờ sẽ là tiền thưởng dành cho bạn thầy Minh. 1 triệu đồng. Với số lượng học trò cổ vũ đông như vậy, thầy nói là fan hâm mộ, Nguyên Vũ cũng rất là ái mộ khi mà có fan hâm mộ như vậy. Với lượng học trò đông như vậy thì Nguyên Vũ nghĩ rằng là số tiền 1 triệu đồng không đủ vào đâu cả, đúng không ạ? Cho nên thầy phải chơi thắng ở trận chơi thứ hai nhé. Còn bây giờ sẽ là thử thách thứ hai dành cho thầy. Lắc người lắc bóng. Thử thách này bắt đầu với 8 quả bóng bàn được đặt vào trong một hộp khăn giấy rộng và đeo ngang eo của người chơi. Bằng cách nhún nhảy, lắc người, cò quậy và thậm chí là vặn mình để sao cho 8 quả bóng rơi hết ra ngoài. Không được dùng tay trong thử thách này. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, với trò chơi này, tự nhiên Vũ nghĩ rằng là nếu như ai không biết nhảy thì cũng sẽ nhảy được. Bởi vì quy định là những chiếc băng sẽ phải rớt ra ngoài. Bạn có 1 phút để chiến thắng. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Lắc là nhiều lắm. Là một giảng viên của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2, nhưng Phạm Đức Minh cũng rất có niềm yêu thích đặc biệt với thể thao, ca hát và đọc sách tiếng Anh. Đến với game show 1 phút để chiến thắng, thầy giáo trẻ của chúng ta đã thể hiện rõ sự chăm chỉ và quyết tâm của mình trong việc tập luyện. Sự chăm chỉ và nỗ lực đó có đem về kết quả xứng đáng cho Đức Minh không? Chúng ta hãy cùng quay trở lại không khí hào hứng của chương trình 1 phút để chiến thắng. 3, 2, 1. Bạn có 1 phút để chiến thắng. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Rất là nhiều lắm. 3. Hoàn thành cấp độ 2. Bạn thấy sao? Thật sự đã lâu rồi tôi chưa có lắc. Chưa có lắc người đúng không ạ? Thầy chưa có lắc người, thầy lắc lại rất là vui. Rất là vui. Nếu như nhiều trái banh hơn nữa thì bạn lắc có thể nào rớt ra ngoài hết không? Chắc tôi nghĩ là chúng ta chiến thắng. Chiến thắng đúng không ạ? Nhưng chúng ta chỉ có 8 quả banh mà thôi. Và bạn đã vượt qua trò chơi vừa rồi. Và bây giờ sẽ là tiền thưởng dành cho bạn. 2.500.000 đồng. Thầy nghĩ sao ạ? Với số tiền thưởng này đã đủ cho thầy chưa ạ? Các học trò của thầy đang nói là chưa đủ. Bởi vì một chầu cao với như đây học trò thì chưa đủ đúng không ạ? Trò chơi tiếp theo sẽ dành cho thầy. Thòng lọng được những tay chân bò lão luyện sử dụng qua nhiều thế kỷ. Ở thử thách này, bằng cách xoay vòng một cuộn chỉ, người chơi sẽ phải dùng một sợi dây và vận dụng kỹ năng của họ để có thể làm ngã 3 trong số 5 lon soda được đặt ở độ cao khác nhau mà không làm ngã chiếc lon đặt ở bên dưới. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Thưa quý vị, với trò chơi này thì chúng ta sẽ phải nhắm chính xác mục tiêu
và làm cho lòng tự trọng của chúng ta sẽ ngã xuống. Thầy đã sẵn sàng. Tôi sẵn sàng. Và mọi người cũng đã sẵn sàng cổ vũ cho thầy. Một phút để chiến thắng dành cho thầy. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Đã rớt được trái đầu tiên rồi. Cái thứ hai rồi ạ. Hoàn thành cấp 13. Có thể nói là thử thách này thầy đã vượt qua một cách rất là ngoạn mục. Đối với thầy thì chiến lược như thế nào ạ? Thật sự bây giờ tôi còn thấy rất là vui. Cũng không ngờ là mình đã vượt qua được chính mình. Và Nguyên Vũ thấy rằng là hình như là thầy chơi một cái chiến lược là không dùng cục len này để làm ngã những lon, mà dùng sợi dây. Và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho thầy. 5 triệu đồng. Hiện tại trong tay của thầy đã có phần thưởng 5 triệu đồng từ thương hiệu dược phẩm Sắc Ngọc Khang. Thầy chơi tiếp. 5 triệu không đủ. Và Nguyên Vũ nghĩ rằng là thầy nên vượt qua những thử thách tiếp theo. Tiếp ạ. Và mọi người đã hô to rằng là chơi tiếp. Còn thầy thì khán giả thử thách chơi tiếp không? Chơi tiếp. Chơi tiếp nha. Bạn tiếp tục chơi. Tiếp tục chơi. Và bạn sẽ có thử thách tiếp theo. Bởi vì tiền thưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đây là thử thách dành cho thầy. Con đường gian khổ. Những chiếc xe tải liều mình vận chuyển những kiện hàng nặng vượt qua những địa hình hiểm trở. Ở thử thách này, người chơi sẽ phải xây dựng một con đường thủy tinh từ 8 chai soda lật ngược, và sau đó thổi quả bóng bàn vượt qua những chiếc chai và rơi vào chiếc ly đã được bố trí sẵn. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Thưa quý vị, với trò chơi con đường gian khó, thì việc làm sao giữ được làn hơi hợp lý là điều quyết định. Bạn đã sẵn sàng? Tôi đã sẵn sàng. Và mọi người cũng đã sẵn sàng chứ ạ? Một phút để chiến thắng dành cho bạn. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Đây chỉ là những gì mới bắt đầu mà thôi. Sự chuẩn bị đã mất quá nhiều thời gian. Vâng, đúng vậy. Vẫn còn tiếp tục.
3 2 1 và thất bại. Thất bại. Thất bại cấp độ 4. Bạn còn 2 người chơi. Bạn có biết việc của bạn thất bại là gì không ạ? Do sếp cái chai này chậm quá. Đúng vậy. Bạn đã sử dụng khối thời gian của mình lãng phí vào việc xếp những cái chai này quá lâu. Điều quan trọng là chiếc banh lăn vào cái ly này, chứ không phải điều quan trọng từ cái việc cái chai này. Chính vì vậy mà hy vọng là lượt thứ hai bạn sẽ làm việc này nhanh hơn nữa. Bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi, tôi đã chuẩn bị. 1 phút để chiến thắng dành cho bạn. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Bạn ấy đã sử dụng khoảng thời gian của mình hợp lý hơn rất nhiều. Và bây giờ đã có những chiếc chai được sắp ngược trở lại. Và vẫn chưa có chiếc banh nào rơi vào ly cả. Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một và thất bại. Thất bại cấp độ 4. Bạn còn một lượt chơi. Đã hết thời gian dành cho bạn và bạn lại thất bại một lần nữa. Lần thứ hai này thì bạn nhận ra điều gì đã gây khó khăn cho bạn không? Lần thứ hai do tôi xếp những cái chai nó không có trên một đường thẳng. Đúng. Và khoảng cách của chiếc ly có khi quá gần. Đó là chiến thuật của bạn và bạn sẽ thay đổi chiến thuật. Đừng thay đổi chiến thuật. Hãy cố gắng lên. Đây là lần cuối cùng dành cho bạn. Bạn có 1 phút để chiến thắng. Hãy cố gắng lên. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Bây giờ thì tốc độ xếp chai đã nhanh hơn rất nhiều và những chiếc chai đã xếp thật ngay hàng. Và Nguyên Vũ rất là hồi hộp thưa quý vị. 10 chiến thắng. Hoàn thành cấp độ 4. Sau khi đã thay đổi chiến thuật thì có vẻ là bạn đã chiến thắng đúng không ạ? Bạn thấy sao? Bạn thay đổi như thế nào? Bây giờ tôi thấy là rất là vui. Và khi thay đổi chiến thuật thì tôi nghĩ là xếp thẳng rồi để cái phần
cái đáy, cạnh đáy của ly với cạnh đáy của ly to nó sát vào nhau. Đúng rồi, ly mình đổi là nó sẽ cái độ tưng nó vừa phải cho là những cái khoảng cách nó phù hợp với nhau. Đúng rồi. Và bây giờ càng vui hơn nữa vì bạn biết rằng là chiến thắng của bạn cùng với phần thưởng của bạn sẽ là bao nhiêu? 10 triệu đồng. Bạn đã chiến thắng. Hiện tại trong tay bạn chắc chắn đã có phần thưởng 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Với số tiền 10 triệu đồng này, thầy sẽ làm gì? Là đầu tiên tôi sẽ hưởng tất cả sinh viên ra đi ăn. Tiếp theo tiếp theo là tôi cũng đang bắt đầu chơi bộ môn chụp hình. Thì tôi nghĩ tôi vừa dành khoảng 5 triệu để mua một ống kính mới. Nhưng nếu như tiền thưởng của thầy lên đến 50 triệu đồng, tiền thưởng sẽ là 50 triệu đồng, tăng hơn rất nhiều nếu như thầy chiến thắng ở thử thách tiếp theo. Thầy nghĩ sao? 50 triệu đồng và 10 triệu đồng. Tôi xin hỏi ý kiến khán giả, hỏi em xin. Các bạn có cho thầy chơi nữa không? Chơi nữa hả? Nguyên Vũ thì bây giờ trải qua 4 game thì đây là cái lượt chơi cuối cùng của mình. Thì bạn thấy là giờ người mình cũng tan hết mồ hôi rồi. Thực sự tay chân giờ nó cũng không còn đủ kiên nhẫn để mà chơi tiếp. Do đó mình xin được dừng chơi ở đây. Thầy Đức Minh đã sử dụng hết các lượt chơi nên đã quyết định dừng lại ở cấp độ thử thách thứ 4 để bảo toàn số tiền thưởng 10 triệu đồng của mình. Chúng ta cùng xem lại những khoảnh khắc đẹp trong phần chơi của thầy Đức Minh nhé. Hiện tại trong tay của bạn đã có 10 triệu đồng rồi. Và hy vọng những mong muốn của bạn sẽ thành công hơn nữa. Và thầy sẽ có những người học trò thật thân thương luôn luôn bên cạnh thầy. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Vừa chia tay với người chơi đầu tiên, sẽ đến với người chơi tiếp theo. Đó là ai? Nào, chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Ngay ở những vòng tập luyện đầu tiên, Nguyễn Ngọc Nam Trân sinh năm 1985 đã tỏ ra rất quan tâm tới những trò chơi bắt buộc để chiến thắng. Dường như gần tới ngày ghi hình, trong suy nghĩ của Nam Trân chỉ có hai chữ tập luyện và tập luyện. Càng đáng khen hơn khi mọi người đã về nghỉ trưa hết mà Nam Trân cùng vài thí sinh khác vẫn cặm cụi với những trò chơi. Liệu may mắn có đến với cô bạn đầy nỗ lực này không? Chúng ta cùng chờ xem. Chào bạn, bạn hãy giới thiệu về mình đi nào. Xin chào các bạn, mình tên là Nam Trân. Hôm nay hôm nay là để một cái chính là để chiến thắng với tỷ đồng và mong mọi người ủng hộ mình. Bạn Nam Trân này, bạn đã biết được mình có quyền lợi gì không ạ? Dạ chứ. Bạn có 3 lượt chơi. Và nếu như bạn xài hết cả 3 lượt thì cuộc chơi chúng ta sẽ chấm dứt. Hãy cố gắng tận dụng 3 lượt chơi của mình để vượt qua 10 thử thách bạn nhé. Dạ. Còn bây giờ sẽ là tiền thưởng dành cho bạn. Bạn sẽ có tiền thưởng từ 1 triệu cho đến 1 tỷ đồng. Vâng.
Đối với bạn, số tiền 1 tỷ đồng thì như thế nào ạ? Rất là lớn. Rất là lớn. Còn Nguyên Vũ nghĩ rằng là Nguyên Vũ cũng chưa bao giờ mơ ước rằng là mình sẽ chiến thắng trò chơi với 1 tỷ đồng. Hy vọng là bạn sẽ đạt được điều này. Chúng ta sẽ đến với trò chơi đầu tiên. Xin mời trò chơi đầu tiên dành cho bạn Nam Trân. Câu cá. Ở thử thách này, người chơi sẽ bịt mặt và phải dùng một chiếc cần câu để đặt chiếc chụp đèn lên đầu của mình. Vì không nhìn thấy gì nên việc định hướng và đặt chiếc chụp đèn lên đầu là một việc rất khó. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Thưa quý vị, thí sinh của chúng ta sẽ được che mắt lại, không thấy đường nhưng chỉ cảm nhận bằng cảm giác mà thôi. Hãy chờ xem 60 giây bạn ấy có sử dụng hiệu quả hay không. Nam Trân, bạn có 1 phút để chiến thắng. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Khó có thể cảm nhận được nếu như cái chụp đèn không đụng vào đầu, bởi vì bạn ấy không thấy đường, bị che mắt lại, chính vì vậy mà khó có thể nào cảm giác được để chụp đèn lên đầu. Và bạn đã cảm giác. Sự bình tĩnh rất cần thiết. Mười, chín, tám, bảy, bốn, ba, hai, một, và thất bại. Thất bại cấp độ 1. Bạn còn hai người chơi. Bạn thấy trò chơi này như thế nào đối với bạn? Khó, bởi vì không có cảm giác được là nó ở chỗ nào hết. Đúng vậy, nếu như bình thường thì chúng ta rất dễ dàng đúng không? Bởi như vậy thì đó mới là thử thách dành cho bạn. Bạn đã mất đi một lượt ở trò chơi đầu tiên và bạn còn hai lượt chơi. Bạn có chiến lược gì không ạ? Tức là phải mò từ từ. Phải để thật là chậm, yeah, thật là nhẹ. Và bạn nên nhớ, lưu ý rằng là cái cần câu bạn có khi cong quá thì nó sẽ ra xa với bạn, yeah, và bạn sẽ không cảm giác được. Hãy cố gắng lên nhé. Bạn có 1 phút để chiến thắng. Hãy cố gắng lên. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Bạn cũng không ngờ mình chiến thắng đúng không ạ? Không biết là chiến thắng luôn. Rồi bởi vì khi mà chiếc chụp này đèn được đặt lên đầu bạn thì chỉ cần 1, 2, 3 là bạn đã chiến thắng. Không cảm giác là nó ở trên đầu luôn. Ngay sau đây sẽ là tiền thưởng dành cho bạn. Bạn hãy nhìn lên màn hình nhé. 1 triệu đồng. Ở lượt chơi đầu tiên, tuy là bạn đã mất đi lượt đầu tiên, tuy nhiên bạn đã có tiền thưởng trị giá 1 triệu đồng. Tiếp tục chứ ạ? Bạn bình tĩnh hơn chưa? Dạ. Ngay sau đây sẽ là trò chơi thứ hai dành cho bạn.
Thảm thần kỳ. Trong câu chuyện cổ Aladdin, một chàng trai trẻ có thể biến một chiếc thảm thành một phương tiện biết bay diệu kỳ. Ở thử thách này, người chơi sẽ biến một chiếc thảm nhà tắm thành một chiếc xe trượt ổn định. Dựa trên cách di chuyển của sau đó, người chơi sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật đã được bố trí sẵn và quay về đích. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Thưa quý vị, với chiếc thảm thần kỳ này có đưa bạn Nam Trung đến giải thưởng hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi. Bạn Nam chơi, bạn đã sẵn sàng. Và mọi người cũng đã sẵn sàng ủng hộ cho bạn. Bạn có một phút để chiến thắng. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Bạn ấy đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên. Và bây giờ là chướng ngại vật thứ hai. Liệu bạn ấy có vượt qua được chướng ngại vật thứ ba không? Hình như là bạn ấy không thể nào di chuyển được nữa rồi. Và thời gian cũng đã dừng sắp hết. 3, 2, 1 và thất bại. Thất bại cấp độ 2. Bạn còn một lượt chơi. Bạn thấy sao ạ? Ở bạn thì bạn cảm thấy điều gì khó khăn nhất khi chơi trò chơi này? Cái khoảng cách để một từng bước. Đúng rồi. Ngắn quá. Bạn nên để ý tư thế của mình. Nếu như bạn để ý tư thế một chút xíu hơn thì bạn đã thắng được, bởi vì bạn đã vượt qua cả ba chướng ngại vật này. Bạn đã mất đi hai lượt chơi. Bây giờ sẽ là lượt chơi cuối cùng dành cho bạn. Hãy cố gắng lên. Bạn có một phút để chiến thắng. Hãy cố gắng lên. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Này thì nhanh hơn, bạn ấy đã vượt qua hai chướng ngại vật chỉ trong vòng 20 giây đầu tiên mà thôi. Và bây giờ là thời gian dành cho bạn để bạn ấy về đích. Cố lên bạn. Nhanh lên, nhanh lên. 5, 4, 3, 2, 1, và thất bại. Thất bại cấp độ 2. Bạn thất bại được chơi. Chỉ những ở giây phút cuối cùng mà thôi. Chứ còn 3 giây nữa thì bạn đã về đến đích rồi. Tại sao lại bạn lại để mất thời gian ở lúc trở về vậy? Bởi vì có lẽ là bạn mệt hơn rất nhiều đúng không ạ? Vậy, nhưng không sao. Bạn cũng đã có được tiền thưởng trị giá 1 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Xin được chúc mừng bạn và xin chào tạm biệt.
luôn luôn vui vẻ nhé. Xin chào. Quý vị và các bạn thân mến, thí sinh vừa rồi không vượt qua thử thách thứ hai. Tuy nhiên, bạn tiếp theo có làm được điều này hay không? Chúng ta sẽ cùng chào đón bạn Huy Hương. Bạn Huy Hương, bạn hãy giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi nào. Xin chào tất cả mọi người, em là Thùy Hương, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Marketing của trường Đại học Tài chính Marketing. Không biết là hôm nay có ai đến cổ vũ cho bạn không? Dạ, hôm nay đến cổ vũ em thì có mẹ và các bạn của em ạ. Mọi người ngồi đâu ạ? Vâng, rất nhiều người. Nguyên Vũ thấy là khi mà bạn bước lên sân khấu, bạn cười một nụ cười rất là tươi và có lẽ rất tự tin. Và hãy cố gắng giữ được sự tự tin này nhé. Còn bây giờ sẽ là tiền thưởng dành cho bạn. Bạn sẽ có tiền thưởng từ 1 triệu cho đến 1 tỷ đồng. Để có được chiến thắng này thì bạn phải vượt qua 10 thử thách. Và ở mỗi thử thách đều có giá trị tiền thưởng khác nhau. Bạn có tổng cộng là 3 lượt chơi. Hãy cố gắng tận dụng 3 lượt chơi của mình nhé. Cứ mỗi trò chơi thì bạn có 1 phút để chiến thắng nó. Bạn đã nắm rõ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi đầu tiên. Xin mời. Đôi tay khéo léo, người chơi sẽ bắt đầu thử thách với một chồng ly gồm 39 chiếc ly xanh và một chiếc ly đỏ ở dưới cùng. Thử thách đòi hỏi tốc độ nhanh và sự tập trung cao độ. Người chơi sẽ phải di chuyển dần từng chiếc ly từ trên cao xuống đáy lần lượt bằng hai tay. Phải lặp lại động tác 30 lần cho đến khi chiếc ly đỏ trở về vị trí dưới cùng của chồng ly. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Với trò chơi đôi tay khéo léo này thì tốc độ rất quan trọng. Điều này thí sinh của chúng ta cần lưu ý. Bạn Thị Hương, bạn vẫn cười tươi chứ ạ? Và bạn có 1 phút để chiến thắng. Hãy cố lên. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Như là bạn Thùy Hương đang có một chiến lược là tốc độ rất chậm. Điều này bạn ấy sẽ gây khó khăn rất nhiều. Tuy nhiên không sao, bạn ấy còn rất nhiều thời gian. Nhưng có lẽ là phải cần chỉnh tốc độ nhanh hơn nữa. Mười, chín, tám, sáu, năm, ba, hai, một và thất bại. Thất bại cấp độ 1. Bạn nghe cái người chơi. Với trò chơi này thì rất nhiều bạn đã dễ dàng vượt qua. Bạn chỉ cần điều chỉnh tốc độ một chút xíu nữa thôi thì bạn sẽ thành công. Hãy cố gắng lên nhé. Bạn đã mất đi lượt chơi đầu tiên. Bạn còn 2 lượt nữa. Nào, chúng ta sẽ đến với lượt chơi thứ 2 dành cho bạn. Bạn có 1 phút để chiến thắng. Trò chơi bắt đầu.
1. Bây giờ bạn ấy đã chỉnh được tốc độ nhanh hơn rồi. Thất bại. Thất bại cấp độ 1. Bạn còn một lượt chơi. Bạn có biết là mình đã phạm luật chơi chưa? Dạ. Sao ạ? Để ly rớt. Đúng rồi. Chỉ cần một cái ly rơi ra ngoài thì bạn đã mất đi một lượt chơi nữa. Bây giờ bạn chỉ còn lượt chơi cuối cùng. Thực sự thì nói là Nguyên Vũ rất mong bạn sẽ chiến thắng ở lượt chơi cuối cùng này. Hãy cố gắng hơn nhé. Bạn có một phút để chiến thắng. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Nếu ai có cơ hội gặp Đồng Thị Thùy Hưng ở ngoài đời, chắc chắn sẽ thấy rất quý mến cô bạn đầy tài năng này. Đến từ trường đại học tài chính marketing, Hưng cũng như bao bạn gái khác là có cùng sở thích ca hát, nhảy múa và tạo dáng trước ống kính. Có lẽ vì thế khi có cơ hội đến với sân chơi một phút để chiến thắng, cô bạn của chúng ta đã rất chăm chỉ luyện tập. Không những thế, Hưng còn nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ gia đình và người thân nữa. Cùng chờ xem cô bạn của chúng ta sẽ thể hiện trò chơi một phút chiến thắng như thế nào nhé. Một phút để chiến thắng, cố lên. Bạn có một phút để chiến thắng. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Và bạn ấy còn 20 giây, chiếc ly đỏ cũng đã lên gần tới đỉnh. Cố gắng lên bạn. Bạn sẽ chiến thắng trò chơi này. Và chiến thắng! Hoàn thành cấp độ 1. Bạn thấy sao? Sau khi thay đổi chiến thuật thì bạn có vẻ như là dễ dàng hơn đúng không? Dạ. Lần này thì làm sao mà bạn đẩy chiếc ly đỏ lên nhanh như vậy? Trò này thì em cũng đã tập thử ở nhà. Thì em tập một tay thôi thì rất là nhanh. Nhưng mà khi mà đổi sang hai tay thì giống như mình không có cố định được cái chồng ly nó cao và nó hơi nặng. Nên nó dễ nghiêng. Đúng rồi. Và có và khi nó dính với nhau nữa. Dính với nhau nữa. Và thưa quý vị, với những trò chơi trong một phút để chiến thắng, có khi tập ở nhà thì chúng ta sẽ làm được. Tuy nhiên, lên tới đây thì đôi khi phần hồi hộp nè, mất tự tin thì có khi chúng ta không thành công đúng không ạ? Và tiền thưởng của bạn sẽ là 1 triệu đồng. Có thể nói là rất là vui khi mà bạn không phải ra về với bàn tay trắng. Hiện tại bạn đã nắm chắc trong tay là 1 triệu đồng. Ở trò chơi thứ hai, tiền thưởng của bạn sẽ tăng lên. Chúng ta sẽ theo dõi trò chơi là gì. Lật bánh. Gương mặt của chúng ta được tạo nên bởi rất nhiều mố cơ với hai nhóm lớn để giúp chúng ta cử động khi cười hay nhăn mặt. Ở thử thách này, người chơi phải cố gắng di chuyển chiếc bánh quy từ trán xuống miệng chỉ bằng cơ mặt của mình. Nếu chiếc bánh rơi, người chơi có thể đặt chiếc bánh khác lên trán và tiếp tục di chuyển nó. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc.
chỉ cần 2 chiếc bánh vào miệng trong vòng 60 giây, bạn ấy sẽ chiến thắng. Bạn sẽ có 1 phút để chiến thắng. Hãy cố gắng lên. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Bánh đầu tiên thành công. Bạn ấy đã sử dụng cơ mặt của mình rất hiệu quả. Hãy cẩn thận. Thành công. Hoàn thành cấp độ 2. Bạn thấy sao nào? Nói trò chơi này tại sao bạn lại chơi một cách rất là nhanh nhẹn như vậy? Bạn có tập qua chưa? Dạ rồi anh. Với trò chơi này bạn, điều mà bạn sử dụng duy nhất để mà di chuyển chiếc bánh đó là gì? Em nghĩ là mình nên sử dụng cơ mặt chứ không có nên rung mặt để cho nó rớt xuống. Đúng vậy. Và Nguyên Vũ đứng từ xa ngắm cơ mặt của bạn rất là dễ thương. Bạn hãy xem rằng là phần thưởng của bạn là bao nhiêu rồi nhé. Xin mời bạn. 2.500.000 đồng. Có thể nói là chỉ cần một lượt chơi cuối cùng thôi, nhưng mà bạn đã chiến thắng được. Chúng ta sẽ đến với trò chơi tiếp theo. Đó là thử thách gì? Bạn hãy chờ đợi nhé. Voi diễu hành. Voi diễu hành. Ở thử thách này, 8 chai nước sẽ được đặt theo hai hàng song song nhau với khoảng cách là 2,4 mét. Người chơi sẽ mang một chiếc vớ phủ kín đầu, trong đó có đặt một chiếc bóng tennis. Có một đường phân cách nằm ở giữa hai chân của người chơi. Người chơi sẽ phải lắc chiếc vòi qua lại để đánh trả 8 chai nước. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Khó để mà một cô gái nhỏ bé như vậy làm sao lật đổ được tất cả những chai trong vòng 60 giây. Nhưng Nguyên Vũ tin rằng bạn ấy có thể làm được. Bạn có 1 phút để chiến thắng. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Mười. Chín. Cẩn thận. Bốn. Ba. Ba. Và thất bại. Thất bại. Thất bại cấp độ 3. Bạn hết trò chơi. Chỉ có một giây cuối cùng mà thôi. Chai ngã giây phút cuối cùng. Rất là tiếc.
chỉ thêm 2 giây cho bạn và bạn đã hoàn thành rồi. Bạn thấy sao? Dạ rất là tiếc. Tốc độ mình hơi chậm đúng không ạ? Dạ. Tại vì có lẽ là cái này vô không thấy đường. Đúng vậy. Và khi mà bạn di chuyển thì bạn làm cho chiếc vòi nó đung đưa mạnh và nhanh quá. Đôi khi mình phải cần phải có những thời gian nghỉ lại, chậm lại để mình nhắm thật chính xác và lúc đó mình đưa chiếc vòi qua. Tuy là bạn không thành công ở lượt chơi này, tuy nhiên tiền thưởng của bạn vẫn được bảo toàn. Đó chính là 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng bạn. Hy vọng là bạn luôn luôn nở nụ cười thật tươi như vậy nhé. Luôn luôn nhé. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình 1 phút để chiến thắng đến đây là hết. Xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn công ty Nệm Vạn Thành đã tài trợ cho chương trình. Và cũng xin được cảm ơn thương hiệu dược phẩm Sắc Ngọc Thang đã tài trợ giải thưởng cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.